chị em cứ rụng trứng là lại thèm. Vì sao lại có chuyện này? Các bạn thân mến, cứ rụng trứng lại thèm là một trong những cái điều thầm kín của rất là nhiều các chị em phụ nữ, nhưng ít khi lại được chia sẻ. Và dường như chúng ta thường mặc định điều này, chứ cũng không có đi tìm hiểu nguyên nhân cụ thể là vì làm sao. Theo chuyên gia thì việc ham muốn tình dục bất ngờ tăng cao vào khoảng thời gian này xuất phát từ chính những thay đổi bên trong có tính chu kỳ của phái đẹp. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu, cùng giải mã chuyện thầm kín của chị em phụ nữ. Vì sao cứ rụng trứng lại thèm? Và rụng trứng tại sao lại là một trong những thời điểm chị em có cái ham muốn tình dục cao nhất? Bác sĩ Thạc sĩ Phan Chí Thành, Tránh Văn phòng Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Trung ương, thì nội tiết tố là một trong những yếu tố quyết định đến ham muốn tình dục con người. Theo bác sĩ Thành thì với phụ nữ, nồng độ của nội tiết tố trong cơ thể thay đổi theo chu kỳ kinh nguyệt. Khi vào giữa kỳ kinh cũng là gần thời điểm rụng trứng, nang trứng phát triển tốt nhất, cũng là lúc mà cơ thể phụ nữ tiết nội tiết tố, đặc biệt là estrogen rất là mạnh mẽ. Do đó mà khoảng thời gian này trong tháng sẽ là lúc mà các nàng dễ hưng phấn và có ham muốn tình dục cao nhất. Hay nói cách khác, đây là thời điểm mà chị em phụ nữ cực kỳ khao khát được người đàn ông của mình chăm sóc và chiều chuộng. Đây cũng là lý do vì sao mà tới thời điểm giữa của kỳ kinh, phụ nữ lại ham muốn rất là cao và sẽ khó mà có thể kiểm soát bản thân. Bên cạnh đó thì trong giai đoạn rụng trứng, lượng dịch nhầy của chị em sẽ ở mức cao nhất, có màu tương tự như lòng trắng của trứng. Khi mà dịch nhầy dạng lòng trắng trứng này xuất hiện thì chị em đang ở trong những ngày có khả năng thụ thai lớn nhất. Sau khi rụng trứng thì có thể lượng dịch nhầy này sẽ ít đi và trở nên đặc hơn. Không chỉ có ham muốn bên trong mà theo bác sĩ Thành thì vào gần ngày rụng trứng, chị em sẽ có xu hướng ăn mặc gợi cảm hơn. Điều này cũng chịu sự chi phối của nội tiết tố, ảnh hưởng lên đến những cái phản ứng phản xạ của não bộ. Vào gần thời điểm rụng trứng chính là thời điểm mà chị em phụ nữ muốn mình trở nên gợi cảm nhất. Và các nhà khoa học cũng đã tiến hành so sánh cách ăn mặc gợi cảm của những người phụ nữ giữa hai thời điểm đầu của chu kỳ kinh nguyệt và giữa của chu kỳ gần ngày rụng trứng, thì kết quả cho thấy đúng như dự đoán. Thật ra thì việc lựa chọn trang phục gợi cảm khi mà gần đến ngày rụng trứng chính là một cách chọn lọc tự nhiên nhằm giúp chị em phụ nữ tăng khả năng cạnh tranh tìm kiếm bạn tình, từ đó tăng cơ hội có thai để duy trì nòi giống. Đây là một trong những phản xạ tự nhiên trong não bộ con người. Theo một khảo sát thì phụ nữ họ có xu hướng thay đổi ham muốn tùy theo thời điểm trong ngày nhưng không mạnh mẽ như đàn ông. Theo đó thì đa số phụ nữ sẽ có ham muốn vào quãng thời gian chiều tối nhiều hơn là so với ban ngày. Nội tiết tố không phải là yếu tố quyết định hoàn toàn đến ham muốn tình dục ở nữ giới. Theo đó thì ngoài ham muốn chủ động, chịu chi phối lớn của nội tiết tố thì chị em còn ham muốn thụ động, đáp ứng lại các cái kích thích và các cái tưởng tượng tình dục của mình. Điều này còn nhờ vào hoàn toàn vào cách khơi gọi và cách gợi tình của các anh đàn ông. Và các bạn thân mến, ham muốn chủ động thì bị ảnh hưởng bởi thể chất và bản chất cái nội tiết tố và tuổi tác. Còn ham muốn thụ động thì lại phụ thuộc rất nhiều vào các cái kích thích tình dục cùng với các hoàn cảnh lãng mạn có phù hợp hay không để tăng cường hưng phấn cho chị em. Nhiều chị em có ham muốn chủ động thấp, chỉ làm chuyện ấy để chiều chồng. Tuy nhiên sau màn dạo đầu đụng chạm kích thích của chồng thì các chị em lại thấy nhu cầu của mình tăng lên rất là nhiều. Bác sĩ Thành phân tích như vậy. Và đây cũng chính là một trong những chìa khóa để giúp cho các anh có thể luôn duy trì được lửa yêu. Có những người vợ đôi khi có thể do định kiến này, hoặc là do những cái tư tưởng trong đầu của các chị em nó đã quá là xưa cũ nhưng mà rất là khó thay đổi, khiến cho chị em đôi khi chủ động thì ngại ngùng đấy. Nhưng mà nếu thụ động và nếu được người chồng khơi gọi, người chồng gợi ý thì chị em lại hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và các bạn thân mến, rụng trứng thì có thể xảy ra ở các thời điểm khác nhau trong một chu kỳ và có thể sẽ vào một ngày nào đó khác nhau của mỗi tháng. Thông thường thì sẽ vào khoảng từ ngày 11 đến ngày 21 của chu kỳ kinh, tính từ ngày bắt đầu có kinh. Giai đoạn này được gọi là thời điểm sinh sản của phụ nữ, vì khi quan hệ tình dục trong quãng thời gian này thì sẽ có cơ hội mang thai rất là cao. Và đặc biệt là những ngày rụng trứng thì chị em phụ nữ nước nôi rất là lênh láng, và việc mà các anh có thể khơi gợi hoặc khiến cho các chị em phụ nữ cảm thấy đê mê và hạnh phúc trong những giây phút này thì tỷ lệ thành công cũng rất là cao hơn cả những cái ngày khác.
Và các bạn thân mến, tình dục thực sự luôn là một trong những đời sống thầm kín của con người mà có một vai trò cực kỳ là quan trọng, đặc biệt là đối với các cặp vợ chồng. Và việc hai vợ chồng không hòa hợp trong chuyện tình dục chúng ta cũng không phải là một tình huống hiếm gặp hay là khó gặp trong xã hội. Trên thực tế thì có rất là nhiều các cặp vợ chồng mà chồng không thể đáp ứng được nhu cầu cho vợ. Và đặc biệt là trong bối cảnh mà xã hội hiện đại như ngày nay, chị em phụ nữ cũng cởi mở hơn rất là nhiều, biết sống cho bản thân mình nhiều hơn, biết mưu cầu không chỉ những cái nhu cầu về vật chất mà còn những nhu cầu về thể xác cũng không kém cạnh. Và để mà giải tỏa những nhu cầu này khi chồng không đáp ứng được thì mỗi người cũng lại có những cái cách xử lý khác nhau. Có những người thì đi ngoại tình, đi tìm những cái người đàn ông, người thật việc thật để có thể giải tỏa nhu cầu cho mình. Nhưng lại cũng có những chị em phụ nữ chồng không đáp ứng được nên là cũng đành phải tìm đến những cái phương pháp nhờ vào các loại công cụ hỗ trợ hay một vài các cái cách khác mà không ảnh hưởng to lớn đến hạnh phúc gia đình. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của một người đàn ông đang rơi vào trạng thái vợ chán vì chồng quá yếu, thế nhưng lại phải dùng đến một loại công cụ khác. Tuy là cũng hơi buồn đấy, nhưng ít nhất thì cũng còn có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Chúng ta hãy cùng đến với lời tâm sự của người đàn ông đó ngay sau đây các bạn nhé. Tôi và Lam là bạn thanh mai trúc mã từ những ngày còn là học sinh trường làng. Vì hoàn cảnh gia đình nên tôi chuyển lên thành phố cùng với bố mẹ để các cụ tiện công tác. Bẵng đi 10 năm, tôi và Lam gặp lại khi cùng là sinh viên của một trường đại học. Từ một cô bé đen nhẻm gầy gò từ ngày thơ bé, giờ Lam đã lột xác trở thành một cô gái xinh đẹp, đủ làm thương nhớ bất cứ người đàn ông nào ngay lần đầu gặp gỡ. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên tôi có nhiều điểm thuận lợi hơn các vệ tinh khác vây quanh, bởi vì thời điểm bấy giờ vừa là đồng hương, cùng là những gợi nhớ về những kỷ niệm thơ bé, vừa song hành cùng nhau trên giảng đường tự học. Tình yêu đôi lứa giữa tôi và em nảy sinh như một lẽ tự nhiên của quy luật phát triển cảm xúc. Khi tốt nghiệp ra trường, trong khi những bạn bè đồng trang lứa khác chật vật tìm kiếm một vị trí phù hợp với tấm bằng loại yêu, tôi và Lam nhanh chóng ổn định công việc. Đám cưới ấm cúng và nhanh chóng diễn ra trong niềm mãn nguyện và hài lòng của đôi bên bố mẹ. Thời gian đầu hôn nhân cũng như bao nhiêu cặp đôi trẻ khác, chúng tôi tận hưởng trái ngọt hạnh phúc, cùng nhau tìm hiểu để nâng cao chất lượng chăn gối. Cùng với thời gian, tôi và em hiểu từng điểm mạnh, điểm yếu trên cơ thể của đối phương, cùng lắng nghe và lựa chọn nhiều các cái cách để làm cho hạnh phúc lứa đôi thăng hoa hơn bao giờ hết. Thế nhưng thời kỳ thoái trào của vợ chồng tôi đến nhanh hơn tôi tưởng. Đấy là khi tôi được đề bạt lên chức trưởng phòng kỹ thuật của một công ty máy tính có tiếng. Đồng nghĩa với đó, tôi phải dành nhiều thời gian và tâm huyết hơn cho công việc của mình. Tôi vẫn tự nhủ, ngoài việc lo cho vợ con đời sống kinh tế sung túc, là một người chồng trong gia đình, tôi không được phép sao nhãng đời sống chăn gối với vợ. Từ đó, tranh thủ những ngày nghỉ, tôi luôn tìm cách hâm nóng tình cảm vợ chồng để giữ lửa hôn nhân. Mọi thứ đang trên đà thuận lợi, bản thân tự nghĩ mình đang đi đúng quỹ đạo, thì một ngày đẹp trời, sự thật phơi bày. Số là trong một lần vợ tôi để hộp thư email chưa kịp thoát, tôi vô tình tiếp cận một lá thư em vừa gửi đi. Đó là tâm sự kín của em tới một tòa soạn báo. Nội dung thư, em kêu không hiểu vì sao mọi thứ đang đi đúng hướng, kinh tế gia đình đang sung túc, hai con một cha một gái đẹp như tranh vẽ, nhưng em bỗng nhiên thấy thờ ơ với tất cả mọi thứ. Em than vãn bản thân đang rơi vào trạng thái chán chồng, một tuần đôi lần có quan hệ với chồng chỉ như nghĩa vụ. Em đã chán từng thế võ, từng tư thế mà tôi sử dụng, cảm giác tình cảm vợ chồng đang đi vào lối mòn. Tai hại hơn, em còn tâm sự bản thân phải viện tới những công cụ hỗ trợ để tự giải tỏa. Từ khi tìm ra giải pháp ấy, em đỡ bứt rứt hơn, mọi thứ dần cân bằng trở lại. Tuy nhiên em chung đụng với chồng mà cảm xúc rất chơ lì. Những biểu hiện ấy từ vợ tôi có thể lờ mờ suy đoán được. Ấy là khi em dè dặt đề nghị đặt mua công cụ hỗ trợ để làm phong phú thêm đời sống chăn gối. Do tư tưởng cũng phóng khoáng nên tôi nghĩ đó cũng là một giải pháp tốt. Không ngờ vợ đã chán dùng đồ thật bên cạnh mình mà phải viện tới những lý do đó để tìm kiếm những dụng cụ, để tìm đến những cảm xúc thăng hoa. Thú thật là không phải mẫu đàn ông cổ hủ, nhưng khi nghe những lời đó tôi thực sự không tránh khỏi chao đảo. Là do tôi quá kém cỏi, nhàm chán trong chuyện chăn gối, hay do vợ tôi đòi hỏi quá cao, cứ đứng núi này trông núi nọ. Điều an ủi tôi duy nhất là cô ấy kêu chán chồng,
nhưng không lén phén bổ bịch bên ngoài mà tự mua đồ chơi về để giải tỏa. Chỉ có điều vợ than tôi có mấy món võ, mấy tư thế cứ dùng mãi, trong khi bản thân cô ấy thời gian gần đây cũng lâm vào trạng thái trì trệ, chẳng chịu tích cực đổi gió, hầu như chỉ nằm im mà hưởng. Tôi có nên trao đổi thẳng với vợ, nói hết những lời bức xúc mà bản thân tôi đang trải qua hay không? Hay bản thân tôi cứ vờ như không biết, cứ để cô ấy viện tới cái giải pháp tự cân bằng với dụng cụ hỗ trợ, xem như cũng là cách để giúp hai vợ chồng vượt qua thời kỳ chán nhau. Tôi phải làm sao đây với người vợ đang dần chán chồng thế này? Các bạn thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ trong video ngày hôm nay, các bạn cũng đã có thể hiểu được lý do vì sao mà chị em phụ nữ cứ rụng trứng lại thèm chuyện ấy. Và hơn hết, đây cũng là một trong những bí kíp nho nhỏ mà cả anh có thể bỏ túi cho mình. Đâu là thời kỳ rụng trứng của chị em và đâu là thời điểm mà chị em dễ gạ lên giường nhất. Chúc tất cả các bạn sẽ luôn có những giây phút thật là nồng cháy, thật là thăng hoa bên người phụ nữ của mình. Cùng với đó, rất mong nhận được lời khuyên từ phía các bạn để gửi đến chàng trai, người đàn ông cho câu chuyện ngày hôm nay. Một tình huống khá là trớ trêu, khi mà kinh tế đi lên thì tình cảm lại đi xuống. Mà cụ thể ở đây lại là tình cảm về sống chăn gối, một trong những yếu tố rất là quan trọng để có thể duy trì hạnh phúc gia đình. Rất mong nhận được lời chia sẻ từ phía các bạn gửi đến nhân vật ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lời tâm sự, 35 tuổi vẫn còn trong sáng, tôi chết cày chết đắng trong đêm tân hôn. Dáng người cao ráo với khuôn mặt ưa nhìn và công việc ổn định, tôi có đủ tiêu chí để kén chọn một người chồng khá giả. Vậy nhưng duyên số lại không như ý muốn. Cũng yêu đôi ba người, nhưng chẳng ai đủ kiên trì với cái tính phóng khoáng của tôi. Tôi thì thích đi chơi, thích ngao du, thích sơn thủy, chỉ thích yêu mà cũng chưa muốn lấy chồng vội. Tôi từng có một hội bạn gọi là hội độc thân, cứ cuối tuần là tụ tập ăn uống vui vẻ. Có nhiều người yêu tôi mà lại không hài lòng về chuyện đó. Tôi thì không muốn có người yêu vào cái là giữ mình cho người yêu, rồi không còn nghĩ gì đến bạn bè nữa. Với tôi, bạn bè không bao giờ phản bội. Tất nhiên người khác nhìn vào tôi thì nghĩ tôi là một cô gái sống buông thả và chơi bời, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Tôi thực ra chỉ là người ưa sự tự do và ham vui, chứ không bao giờ để bản thân mình đi quá giới hạn với bất cứ một mối quan hệ nào. Có lần người yêu tôi từng rủ tôi đi nhà nghỉ, tôi đã từ chối. Anh ta bĩu môi bảo tôi gớm, chơi bời thế còn làm hàng. Kể từ lần đó, tôi và anh ta mất liên lạc với nhau. Tôi vĩnh viễn không bao giờ qua lại với con người đó nữa, vì tôi biết mình đã yêu nhầm một gã sợ khanh. Cứ như thế, tôi không chọn được người nào cùng chí hướng với mình. Tuổi tác dần dần cứ trôi đi, bạn bè cũng lấy chồng hết. Tôi dần không còn mấy người ở bên cạnh mình nữa. Buồn và chán, có lúc khát khao có được người đàn ông yêu thương mình chân tình, vậy cũng khó quá. Mãi tới 35 tuổi, tôi mới được một người quen mai mối cho người đàn ông đi nước ngoài về, kém tôi 3 tuổi. Anh ấy đi xuất khẩu lao động, chưa có vợ con. Vì nhiều năm buôn ba bên nước ngoài, vừa về nước là muốn có vợ, nên anh rất nhiệt tình với tôi. Cả hai thực ra cũng đều chẳng còn trẻ trung gì nữa, đều muốn kết hôn, nên cũng gật đầu đồng ý. Tôi đã hò hẹn với anh. Đã qua cái tuổi vui vẻ và chơi bời lêu lỏng, bạn bè đã yên bề gia thất, chỉ còn mỗi một mình tôi. Chúng tôi chính thức yêu nhau hơn 2 tháng hẹn hò, vì cả hai đều xác định mối quan hệ bền chặt này. Anh rủ tôi vào nhà nghỉ, lần này không như những lần khác, tôi đã nhận lời. Nhưng ngay trong đêm đầu tiên với người đàn ông đó, anh đã chửi bới tôi thậm tệ. Thấy tôi rụt rè và sợ hãi, anh ta tỏ thái độ không hài lòng. Rồi khi thấy tôi vẫn còn trong trắng, anh ta nhìn tôi bằng một con mắt hoài nghi. Anh ta hỏi tôi một câu chua chát: em đi làm lại à? Tại sao phải làm thế? Anh có quan trọng việc em còn hay mất đâu. Nếu không phải là em làm lại thì anh cho rằng em đúng là đồ đàn bà dở hơi. Thời đại nào rồi 35 tuổi mà vẫn còn thế này. Anh không tin người con gái có ngoại hình và dáng dấp như em lại chưa từng yêu ai, chưa từng ăn nằm với gã nào. Em định lừa anh đấy à? Lừa thì cũng phải có lý trí. Giá như em 20 tuổi thì anh còn tin được. Đằng này em 35, em gần 40 tuổi rồi đấy, em có biết không? Làm gì thì cũng phải nhìn vào tuổi của mình mà làm. Anh thì không quan trọng chi tiết, nhưng mà anh ghét những cái kẻ lừa dối.
Tôi cứ ngồi đó mà nghe anh ta nói hết nước hết cái, hết câu này đến câu khác. Cứ ngồi đó mà nhìn mặt người đàn ông tôi đã nghĩ là sẽ lấy làm chồng. Sao mà thấy nổi da gà, sao mà thấy kinh tởm đến như vậy? Tại sao anh ta lại có thể thốt ra những lời đê tiện như vậy, khi mà thực sự anh ta có ý định sẽ cưới tôi làm vợ? Một người đàn ông đã từng đi nước ngoài, từng có bao nhiêu năm bôn ba, chắc chắn đã từng ăn nằm với nhiều cô gái. Tôi cũng chẳng còn quan trọng điều đó, thì tại sao anh ta lại nghi ngờ tôi làm cái gì? 35 tuổi còn trinh tiết thì đã làm sao? Tôi sống vui vẻ và chơi bời không có nghĩa là tôi là người buông thả bản thân. 35 tuổi thì đã làm sao? Tuổi tác là tội ác à? Anh ta chưa từng hỏi tôi, lại quy kết cho tôi cái tội đi làm lại. Tôi thật sự chẳng còn từ nào mà diễn tả nổi cái nỗi nhục nhã của mình vào cái đêm hôm đó. Ngồi bên cạnh anh ta mà tôi khóc như mưa, hận đời mình 35 tuổi vẫn còn trao thân cho nhầm người. Ngay sau đêm đó, tôi một lần nữa quyết định không quan hệ gì với người đàn ông đó nữa. Tôi thay số điện thoại, chấm dứt hết mọi liên lạc và tự nhủ nếu không thể gặp được một người phù hợp, tôi thả ở vậy nuôi thân còn hơn. Tôi không còn cách nào khác. Nếu như không quá khó khăn, tôi sẽ xin một đứa con và sống với con cả đời. Chứ chuyện đàn ông, chuyện chồng con, thực sự tôi đã thấm và không còn dám nghĩ đến ai nữa. Tôi thực sự rất mệt và sợ hãi. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.